Mình đó là được ca hát với cái đàn guitar và được ăn uống trải nghiệm. Thường thì mình hay tìm hiểu những cái quán ăn, những món ăn mới ở trên mạng thông qua các bạn review và tìm đến những nơi đó để mình có thể thưởng thức. Và bên cạnh đó thì mình cũng có một cái sở thích, đó là đi du lịch để mình có thể được khám phá những cái vùng đất mới và được thưởng thức những món ăn địa phương. Tại vì không có điều gì tuyệt vời bằng việc ăn uống tại những cái nơi mà xuất xứ từ những món ăn đó. Thì thành phố Phép Vương bên cạnh là một nơi có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, những cái kiến trúc độc đáo và cổ kính. Thì Phép Vương còn được biết đến là một nơi có nguồn suối nước nóng lớn thứ hai trên thế giới, rất là tuyệt vời. Và khi mà mình tìm hiểu Phép Vương thì mình thấy có tên là Lạc Chốn Hoàng Bảy, cái địa ngục Trần Gian. Thì khi mà nghe cái tên vậy thì mình cảm thấy khá là thắc mắc tại sao mà có một cái tên mà lạ như vậy. Thì khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy bảy địa ngục này là bảy cái hồ suối nước nóng và bùn khoáng lớn và được hình thành từ cách đây đã từ rất là lâu rồi. Thì khi mà mình tìm hiểu thì mình muốn đến Phép Vương để có thể trải nghiệm tắm hoa sen và tắm vào bãi cát. Khi mà mình nằm vào bãi cát thì đây là mình chưa bao giờ trải nghiệm tắm bãi cát như thế nào hết, cho nên là mình rất là muốn đến Phép Vương có thể được trải nghiệm cái cảm giác đó. Thì bên cạnh đó mình cũng rất là muốn được thử nghiệm mà khám phá đường sâu, bởi vì bản thân của mình là một người rất là những cái mà thám hiểm mạo hiểm, những cái thử thách. Khi mà đến Phép Vương thì mình nghĩ là ở đây là một cái nơi có một cái không cảnh thiên nhiên rất là hoang sơ, rất là hoang dã, cho nên là một cái địa điểm rất là thích hợp để mình có thể khám phá, hòa mình vào thiên nhiên sau sau một năm làm việc vất vả học tập. Thì Phép Vương là một cái nơi rất là lý tưởng cho, và để mình có thể cùng với các bạn đi đến Phép Vương thì các bạn hãy cùng nhau like, share và comment vào đoạn video của mình để mình có thể cùng với các bạn đi đến Phép Vương và khám phá những vùng đất mới và thưởng thức những món ăn rất là tuyệt vời của Phép Vương nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.